What the hell? Look at this dude. Trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Các bạn có thể thấy thì mình vừa mới biến ra một bộ PC đúng theo kiểu phong cách ma mị tông màu đỏ ạch hợp với Halloween ngày hôm nay. Và trong PC này thì chúng mình sẽ không đưa theo một cái quy chuẩn nào nhất định cả, ví dụ như là giá thành tốt hay là hiệu năng tốt trong phần phân khúc giá, mà ngày hôm nay chúng mình xây dựng lên cái bộ máy này với cái tiêu chí duy nhất, đó chính là mang tới những cái gì đó ma mị nhất, huyền bí nhất trong cái ngày Halloween, và đặc biệt là sử dụng những cái linh kiện đến từ nhãn hàng nổi tiếng, đó chính là MSI. Và ngày hôm nay thì có sự góp mặt đặc biệt của chiếc RTX 3070 Gaming X-Trio, cùng với đó là CPU Ryzen 7 3700X. Thực chất thì chúng mình cũng đã có những chiếc Gen 3 rồi, thế nhưng mà các nhãn hàng thì vẫn chưa update BIOS đầy đủ, thế nên là vẫn chưa có khả năng ở test nó. Nên là các bạn hãy chờ đợi test những chiếc CPU AMD Gen 3 ở những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng với đi đến với phần lắp máy thôi. Highlight. Điểm mà mình thích nhất trong toàn bộ PC này thì đó chính là về phần vỏ cây. Như các bạn có thể thấy thì rất là hầm hố ma mị và cực kỳ phù hợp phong cách Halloween ngày hôm nay mà mình muốn xây dựng. Tuy nhiên là nếu như với một bộ máy chỉ tầm phân khúc hơn 50 triệu thôi thì bỏ ra 6 triệu, gần 6 triệu đồng để mua một vỏ cây như thế này thì có lẽ là sẽ hơi quá tay rồi với một số bạn. Nhưng mà với cái tiêu chí của mình ngày hôm nay là xây dựng lên đúng phong cách Halloween mà không đề đến vấn đề là hiệu năng trên giá thành, thì thực sự là sẽ không có một chiếc vỏ cây nào khác phù hợp hơn là những chiếc Kauga Blazer này. Nên là mình rất thích em nó. Bộ khung hoàn toàn được làm bằng nhôm và có cảm giác mát lạnh ngay khi sờ tay vào. Thiết kế dạng mở này thì trước đây đã có Inwin làm khá nhiều, sau đó là Kauga Concour. Và điểm mạnh của chúng nhìn chung là khả năng lưu thông gió rất tốt. Nhưng mà đây cũng là điểm trừ, nếu như nhà bạn nhiều bụi thì chỉ cần khoảng 2 đến 3 tháng là các linh kiện sẽ khá bẩn và cần phải đem đi vệ sinh xịt bụi thường xuyên. Việc kết hợp cả bộ linh kiện từ tản nhiệt, VGA cho tới mainboard đều của MSI nên điều khiển LED cực kỳ dễ dàng thông qua phần mềm duy nhất, đó là MSI Dragon Center. Đây cũng là điểm mạnh chung của các bộ máy dùng chung hãng linh kiện, không những nhìn hợp tông mà còn dễ tùy biến nữa. Kết hợp với chiếc 3700X là mainboard MSI B550 Tomahawk. Nhìn chung thì với mức giá 5,2 triệu đồng thì đây là lựa chọn vừa đủ cho chiếc 3700X ở mức chạy mặc định hoặc là ép xung nhẹ. Ngoài ra thì nó còn có PCI Express 4.0 để hỗ trợ rất tốt cho RTX 3000. Tông màu đen toàn bộ thì cũng hòa nhập rất tốt với tổng thể case, và bản thân mình thì thấy khá là ghét những mainboard mà có tia xanh xanh đỏ đỏ quê cực độ. Để đàn nhiệt cho 3700X thì các loại Odin 240mm cũng đủ, nhưng mà với mục đích nữa là làm cây đỡ trống, thế nên là mình chọn chiếc MSI MAG Poliquid 360mm.
Ngoài việc có đèn LED nhìn khá đẹp thì điểm cộng lớn nhất là khả năng xoay block 360 độ để tránh cấn RAM. Nếu các bạn còn nhớ thì đây là vấn đề cực kỳ nan giải của NZXT, X62 hay là X72 khi gần như luôn luôn chữ NZXT phải xoay ngược và họ đã phải điều chỉnh lại thiết kế để khắc phục điều này. Như ở đầu video thì mình cũng đã nói là ngày hôm nay thì mình ưu ái sử dụng chiếc RTX 3070 Gaming X-Trio. Về ngoại hình thì các bạn cũng có thể thấy là không có gì quá khác biệt so với 3080 hay là 3090 cả. Mà đặc biệt thì 3070 X-Trio thì lại có cái kích thước bằng với lại 3080. Bên cạnh đó ở đây thì có lẽ cái điều mà khác nhất chúng ta có thể nhận thấy đó là về cổng cấp nguồn. Thay vì là 3 đầu thì chúng ta sẽ còn là 2 đầu 8 pin mà thôi. Nên là TDP cũng sẽ chỉ còn 240W và nguồn yêu cầu cũng chỉ là 650W. Các linh kiện còn lại cũng không có quá gì đặc biệt và chủ yếu là phục vụ cho việc đồng hóa đèn LED theo tông đỏ đen, bao gồm có cặp RAM G-SKILL 16GB, G-SKILL BUD 3600, nguồn Cooler Master 750W và SSD là Western Digital 1TB và tổng trị giá của bộ máy này vào khoảng là 50 triệu đồng. Với những vỏ cây dạng open như Kauga Blazer thì nhiệt độ là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tin, bởi khi mà chạy những phần mềm benchmark hay là chơi game thì nhiệt độ CPU và VGA cũng chỉ loanh quanh ở mức là 65 độ C và xung cạc thì luôn đảm bảo ở mức là 1980 MHz, còn tốc độ quạt chỉ 1350 vòng trên phút. Nếu các bạn muốn tản nhiệt tốt nhất và không quan tâm đến độ ồn thì có thể đẩy quạt lên 100% thông qua phần mềm MSI Afterburner. Mà mức xung CPU đã ép thử nghiệm trong game thì mình sẽ thử nghiệm chính với độ phân giải 2K. Bộ đôi 3700X kết hợp với 3070 thì rất tốt và cho khả năng chiến game mượt mà ở thế lập cao nhất mà không gặp trở ngại gì. Mức FPS thì luôn đạt ổn định trên 60 và một vài game thì hơn 100. Nếu mà các bạn đang sở hữu một bộ máy cấu hình tương đương thế này thì việc sắm những màn hình 2K 144Hz như là MSI AG32CQ thì là hoàn toàn hợp lý. Nếu các bạn chỉ dùng những màn Full HD thì bộ máy này hoàn toàn có thể đáp ứng được 165Hz hay cao hơn là 240Hz với các tựa game eSports. Như ở đầu video thì mình cũng đã nói là bộ PC ngày hôm nay chúng mình xây dựng lên thì sẽ không theo tiêu chí hiệu năng trên giá thành, mà ở đây sẽ mang đến cho các bạn một cái trải nghiệm mới lạ tới từ một bộ PC mở như thế này, nhìn độc đáo và khôn nghèo hơn rất nhiều những bộ PC truyền thống, phải không nào? Bên cạnh đấy thì vẫn có cái sức mạnh đến từ bộ đôi là Ryzen 7 3700X cũng kết hợp với lại RTX 3070 mới nhất trên thị trường hiện nay. Và ở đây có một thứ mà mình thấy thích nhất, đó là cái việc mà có thể đồng bộ hóa trên một bộ PC tông xuyệt tông như thế này, từ phần cứng cho tới phần mềm, cũng như là điều chỉnh LED chỉ thông qua một cú click chuột và cập nhật phần mềm driver toàn bộ bằng MSI Dragon Central. Vậy thì kết thúc video rồi, các bạn thích là những bộ PC hiệu năng trên giá thành tốt hay là kiểu độc lạ mới mẻ như thế này thì cùng comment xuống phía bên dưới đây cho chúng mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một buổi lễ Halloween vui vẻ bên bạn bè và người thân. Chào tạm biệt các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!